Chào mừng các em đến với kênh học toán online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và bài tập của môn toán lớp 5. Các em ở sách và bài tập của môn toán lớp 5. Bài 68. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân. Thì đầu tiên các em làm bài tập số 1. Đặt tính rồi tính. Phép tính thứ nhất là 72 chia cho 6,4 bằng bao nhiêu? Ở đây, phép chia 72 chia 6,4 là phép chia giữa một số tự nhiên chia cho một số thập phân thì như vậy các em sẽ đặt tính và thực hiện phép tính như sau để thực hiện phép chia một số tự nhiên cho một số thập phân các em đếm xem số chia là số thập phân ở phần thập phân có bao nhiêu chữ số ở đây số chia là số 6,4 ở phần thập phân có một chữ số như vậy các em sẽ thêm một chữ số 0 vào bên phải của số bị chia. Và các em bỏ dấu phải đi. Sau đó các em thực hiện phép chia. 720 chia cho 64. 720 chia cho 64 thì các em sẽ làm như sau. Các em lấy 72 chia 64. 72 chia 64 bằng 1. Sau đó lấy 1 x 64 bằng 64. Và lấy 72 trừ 64 bằng 8 viết 8 tiếp theo các em hạ chữ số còn lại của số bị chia xuống tức là các em hạ không xuống lúc này các em có số 80 sau đó các em lấy 80 chia cho 64 thì các em sẽ được một lần sau đó lấy 1 nhân với 64 bằng 64 và lấy 80 trừ đi 64 thì bằng 16 như vậy 720 chia 64 bằng 11 dư 16 để tiếp tục phép chia thì các em sẽ thêm dấu phẩy vào bên phải của thương. Và các em thêm một chữ số 0 vào bên phải của số dư. Bây giờ các em có 160 chia cho 64. 160 chia 64 thì các em sẽ được hai lần. Sau đó lấy 2 x 64 bằng 128. Và các em lấy 160 trừ đi 128 bằng 32. Các em viết 32. 32 là số dư thứ hai Do đó để tiếp tục phép chia, các em chỉ việc thêm một chữ số 0 vào bên phải của số dư. Và bây giờ các em sẽ có số 320. Các em lấy 320 chia cho 64 thì các em sẽ được 5 lần. Sau đó lấy 5 x 64 bằng 320. Và các em lấy 320 trừ 320 bằng 0. Như vậy, 72 chia 6,4 bằng 11,25. Thì như vậy, qua phép tính thứ nhất thì các em sẽ rút ra một nhận xét như sau. Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân, ta làm như sau. Đếm xem ở phần thập phân của số chia có bao nhiêu chữ số thì viết thêm bấy nhiêu chữ số 0 vào bên phải của số bị chia. Sau đó bỏ dấu phẩy của số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên. ở ví dụ đầu tiên, 72 chia cho 6,4. Đầu tiên các em đếm xem Ở phần tập phân của số chia Tức là số 6,4 Có bao nhiêu chữ số Ở đây Ở phần tập phân của số 6,4 Có một chữ số Như vậy các em sẽ viết thêm một chữ số Vào bên phải của số bị chia Tức là vào bên phải của số 72 Sau đó các em bỏ dấu phẩy Của số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên, tức là các em lấy 720 chia cho 64. 720 chia cho 64 thì đây là phép chia giữa hai số tự nhiên. Tương tự, các em thực hiện phép tính 55 chia cho 2,5 bằng bao nhiêu? Để thực hiện phép chia, các em sẽ đặt tính. Sau khi đặt tính, các em sẽ chia như sau ở phần thập phân của số chia, tức là số 2,5, có một chữ số. Do đó, các em thêm một chữ số 0 vào bên phải của số bị chia, tức là vào bên phải của số 55. Sau đó, các em sẽ bỏ dấu phẩy của số chia. Bây giờ, các em thực hiện phép chia giữa hai số tự nhiên là 550 chia cho 25. 25 có hai chữ số, do đó các em sẽ lấy hai chữ số của số bị chia là 55. 55 các em chia cho 25 thì các em sẽ được hai lần. Sau đó lấy 2 nhân 25 bằng 50 và lấy 55 trừ 50 bằng 5, viết 5. Tiếp theo các em hạ chữ số còn lại của số bị chia xuống, tức là hạ 0 xuống. Bây giờ các em có số 50. Các em lấy 50 chia cho 25 thì các em sẽ được hai lần. Sau đó lấy 2 nhân 25 bằng 50 và lấy 50 trừ 50 bằng 0, viết 0. Như vậy, 55 chia cho 2,5 bằng 22. Tiếp theo, các em thực hiện phép tính 12 chia cho 12,5 bằng bao nhiêu? Thì các em cũng đặt tính và thực hiện phép chia như sau. Đầu tiên, các em đếm xem ở số chia, tức là số thập phân. 12,5 ở phần thập phân có bao nhiêu chữ số? Thì số 12,5 ở phần thập phân có một chữ số. Do đó, các em sẽ thêm một chữ số 0 vào bên phải của số bị chia, tức là vào bên phải của số 12. Bây giờ các em sẽ bỏ dấu phẩy của số thập phân. Sau đó các em thực hiện phép chia 120 chia cho 125. 120 chia cho 125. Ở đây 120 bé hơn 125, cho nên 120 chia cho 125 các em sẽ được 0 lần, viết 0. Sau đó lấy 0 nhân 125 bằng 0 và lấy 120 trừ đi 0 bằng 120. Ở à đây, số dư là 120. Như vậy, để tiếp tục phép chia thì các em sẽ viết dấu phẩy vào đằng sau của thương, tức là viết dấu phẩy vào bên phải của thương. Sau đó thêm một chữ số 0 vào bên phải của số dư. Bây giờ các em sẽ lấy 1200 chia cho 125. Thì các em sẽ được 9 lần, sau đó lấy 9 nhân 125 bằng 1125. Và các em sẽ lấy 1200 trừ đi 1125 bằng 75, viết 75. 75 là số dư thứ hai. Như vậy để tiếp tục phép chia thì các em sẽ thêm một chữ số 0 vào bên phải của số dư 75. Và các em có 750 chia cho 125. 750 chia cho 125 các em sẽ được 6 lần. Sau đó lấy 6 nhân 125 bằng 750 và lấy 750 trừ đi 750 bằng 0. Như vậy 12 chia cho 12,5 bằng 0,96. Tiếp theo các em sang bài tập số 2. Bài tập số 2 có nội dung như sau. Một ô tô chạy trong 3,5 giờ được 154 km. Hỏi nếu cũng chạy như thế trong 6 giờ thì ô tô đó chạy được bao nhiêu km? Ở đây, chúng ta sẽ phân tích và giải bài toán này như sau. Các em sẽ giải bài toán này theo cách rút về đơn vị, tức là rút về đơn vị là 1 giờ. Trong 3,5 giờ thì ô tô chạy được 154 km. Như vậy trong 1 giờ thì ô tô đó chạy được bao nhiêu km? Sau đó muốn tính trong 6 giờ ô tô chạy được bao nhiêu km? thì các em sẽ lấy số km mà ô tô chạy được trong 1 giờ mà các em vừa tính được ở trên. Các em nhân lên với 6 giờ. Thì như vậy đầu tiên, trong 1 giờ ô tô chạy được số km là 3,5 giờ thì chạy được 154 km. Như vậy trong 1 giờ thì các em sẽ lấy 154 chia đều cho 3,5 giờ. 154 chia cho 3,5 bằng 44 km. Trong 1 giờ thì ô tô chạy được 44 km. Như vậy trong 6 giờ thì ô tô sẽ chạy được số km gấp 6 lần của 1 giờ. Do đó trong 6 giờ ô tô chạy được số km là các em lấy 44 là số km mà ô tô chạy được trong 1 giờ. Các em nhân lên với 6 lần. 44 x 6 bằng 264. Như vậy chúng ta sẽ có đáp số là 264 km. Tiếp theo các em sang bài tập số 3 Tính nhẩm Câu A e, 24 chia cho 0,1 bằng bao nhiêu Thì đây là phép chia giữa một số tự nhiên Chia cho một số thập phân Thì việc đầu tiên là các em đếm xem Ở phần thập phân của số thập phân Có bao nhiêu chữ số Ở đây ở phần thập phân của số 0,1 Có một chữ số Do đó các em sẽ thêm một chữ số 0 Vào bên phải của số bị chia tức là vào bên phải của số 24. Sau đó các em sẽ bỏ dấu phẩy của số chia đi. Thì như vậy, khi thêm một chữ số 0 vào bên phải của số 24, các em sẽ có số 240. Các em bỏ dấu phẩy của số chia đi thì các em sẽ có phép chia là 240 chia cho 1 và bằng 240. Tiếp theo các em thực hiện phép tính 24 chia cho 10 bằng bao nhiêu? thì 24 chia cho 10 các em có thể biểu diễn dưới dạng phân số là 24 phần 10 24 phần 10 chính là phân số thập phân các em có thể viết dưới dạng số thập phân như sau 24 phần 10 có nghĩa là các em tính từ phải sang trái chữ số 4 thuộc hàng phần 10 như vậy còn lại là chữ số 2 sẽ thuộc phần nguyên do đó 24 chia 10 bằng 2,4 tiếp theo các em sang câu B phép tính thứ nhất của câu B là 250 chia cho 0,1 bằng bao nhiêu? 250 chia cho 0,1 thì đầu tiên các em sẽ đếm xem ở số chia là số 0,1 ở phần thập phân có bao nhiêu chữ số? Ở phần thập phân của số 0,1 có một chữ số. Do đó các em sẽ thêm một chữ số 0 vào bên phải của số bị chia, tức là vào bên phải của số 250. Sau đó các em bỏ dấu phẩy đi. Thì như vậy, 250 thêm một chữ số 0 thì sẽ thành số 2500. Do đó, chúng ta có 2500 chia cho 1 bởi vì số 0.1 khi bỏ dấu phẩy đi thì chúng ta sẽ có số 1. Như vậy, phép chia lúc này là 2500 chia 1 bằng 2500. Tiếp theo các em thực hiện phép tính 250 chia cho 10 bằng bao nhiêu? Thì 250 chia cho 10 các em có thể biểu diễn dưới dạng phân số là 250 phần 10. 250 phần 10 Như vậy các em có thể viết dưới dạng số thập phân như sau 250 phần 10 Thì các em tính từ phải sang trái Chữ số 0 thuộc hàng phần 10 Như vậy còn lại là 25 thuộc phần nguyên Do đó 250 chia cho 10 bằng 25,0 25,0 bằng 25. Tiếp theo các em sang câu C. 425 chia cho 0,01 bằng bao nhiêu? Ở đây số thập phân 0,01 ở phần thập phân có hai chữ số. Do đó, các em sẽ thêm hai chữ số 0 vào bên phải của số bị chia, tức là vào bên phải của số 425. Sau đó các em sẽ bỏ dấu phẩy của số thập phân đi. Như vậy, các em sẽ có phép tính là 42.500 chia cho 1. 42500 500 chia 1 bằng 42.500. Tiếp theo các em thực hiện phép tính thứ hai là 425 chia cho 100. 425 chia cho 100. Các em có thể biểu diễn dưới dạng phân số thập phân là 425 phần 100. 425 phần 100. Điều này có nghĩa là chữ số 5 thuộc hàng phần trăm, chữ số 2 thuộc hàng phần 10. Như vậy còn lại là chữ số 4 thuộc phần nguyên. Như vậy 425 chia cho 100 bằng 4,25. Thì như vậy bài tập số 3 đã kết thúc video hôm nay. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để nhận các video mới nhất của kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video kế tiếp.